Còn con bướm này đó thì nghe nói nó sắp nó chết rồi nhưng mà ru là sao, còn sống là sao, mà dù một cái ngón chân thôi thì vẫn còn ráng cái đeo à. Đeo như vậy đó, đeo như một vị thiên đó thích, mà khi mà nghe Đức Phật mà ngài bệnh thì xuống từ cõi trời đó, mà xuống để làm gì, đầu cái phân của ngài cái đầu á, vị trời vô cõi trời. Quý vị biết rằng sau khi đọc hai câu chuyện này để quý vị nhắc nhở rằng đây là một cái để chúng ta thấy rằng cái niềm thương, cái tình thương mà của một nhà sư đó, nó như vậy. Cho nên là người ơi có biết chăng ta là gió, có biết chăng ta cũng là mây, là dòng nước lông đất xanh cỏ cây, tình thương vạn loại thắng tóc này là ta. Dùng thân chớ pháp ma, chân không vô ngã ngàn nhà xiên ăn, lời ta là để dạy răng cho người thành Phật thắng tiên mai này. Thì bây giờ cái bài thứ 7 của Phật Pháp Cú, quý bà con theo dõi và sư sẽ giảng thích nó nhiều hơn vì bà con họ rất là thích. Và nếu họ đọc họ không hiểu mà sư giảng thì họ hiểu được. Sống chân chánh là tôn kính Phật, mà tôn kính Phật thì phải sống làm sao chân chánh. Đã đến vị độc cư tức là sống dù một mình nhưng mà đi đến cái chỗ giải thoát. Câu chuyện này kể lại khi Đức Thế Tôn ở Xá Vệ Đi, Xá Vệ Đi liên quan đến một vị thầy tỳ kheo khi nghe Đức Phật tuyên bố: này các tỳ kheo, 4 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn. 700 thầy tỳ kheo tràn đầy lo sợ, các la hán chứng nghiệm giáo lý vô thường, còn những vị chưa đắc sơ quả thì không ngăn nổi nước mắt. Các tỳ kheo tụ tập thành từng nhóm nhỏ và bàn tán hỏi han: chúng ta sẽ làm gì? Lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo tên Ti Sa nghĩ thầm: nếu quả thật 4 tháng nữa Thế Tôn vào Niết Bàn thì vì ta chưa thoát khỏi tham dục, ta phải đạt được quả A-la-hán trong khi Thế Tôn còn ở tại thế. Lập tức thầy thức liễm 4 oai nghi và sống riêng một mình, không giao tiếp với các thầy khác và không nói với ai lời nào. Các tỳ kheo hỏi han: này huynh Ti Sa, tại sao huynh làm như vậy? Tuy nhiên Ti Sa không lưu tâm đến lời lẽ ấy. Các tỳ kheo lặp lại câu chuyện cho Đức Phật nghe: bạch Thế Tôn, Ti Sa không có lòng tôn kính ngài. Đức Phật gọi thầy Ti Sa đến và hỏi: Ti Sa, tại sao ông làm như thế? Khi Ti Sa thuật lại động cơ là tác động thầy, Đức Phật khen ngợi: lành thay Ti Sa. Và ngài bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, chỉ có người Ti Sa mới thật là sự tôn kính ta. Dù cho mọi người tôn kính ta với hương hoa cũng không phải thật sự tôn kính. Nhưng người nào thực hành chân lý tối thượng và giữ đúng luật nghi, người ấy mới thật sự tôn kính ta. Ngài nói kệ: đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Ở đây có nhiều người đó tưởng đâu là đem hoa hương lên cúng dường Phật, hoặc là làm những cái cách mà nó khác với con bướm này thì nghĩ rằng đó là cúng dường Phật. Nhưng mà không, Đức Phật ngài nói là phải làm sao giữ cái luật như thế này, bởi vì giới luật con là đạo Phật con. Có những người nghĩ rằng coi như cái lạy cái thất thân tứ đại của một nhà sư, nhưng mà không phải vậy. Cho nên có những vị đó ngô gấp gần Đức Phật mà lại xa, cầm cái treo yêu Đức Phật, đi kề với Đức Phật, thậm chí đi trên cái ngay cả trên bóng của ngài, nhưng mà xa, bởi vì người đó không có giữ luật nghi, không giữ giới luật. Còn cái vị nào dù ở xa ngài, dù cách xa 2555 năm mà còn giữ được giới luật thì người đó mới là tôn kính ngài. Người đó có tôn kính mà. Cho nên đến bài thứ 2 thì ở đây xin nhắc nhở là sau này quý vị muốn lễ sư đó,
thì nên lấy tâm mà lạy. Những khi lạy xin không có ngỡ cái mặt tới hay là sư tập được ở bên lòng thì nó thấy rằng nó không hay, cho nên phải cố gắng làm sao chúng ta lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Vì Phật là gì? Là giới. Pháp là gì? Là con đường đi đến cái giải thoát bản đồ. Và Tăng là gì? Không phải là một ông nhà sư mặc áo vàng, đầu cạo trọc, mà Tăng là những vị chữ giới. Cho nên giới là cửa ngõ, là thuyền qua sông. Ai là tín Phật thì phải giữ trong lòng, phải nghiêm trì giới luật. Còn đừng có môi miệng, đừng có làm những cái vẻ là coi như thua qua cái con bướm này thì rất là thua. Đạo đức rồi mà còn đợi để mà nghe thời pháp trước khi ngày mai rời khỏi đây. Bây giờ cái bài Đế Thích Săn Sóc Thế Tôn, quý vị nghe hôm các nước mà sư có nói chuyện Campuchia ở đây đó, sư nói hy vọng rằng coi như một ngày nào những ông vua cũng biết ở trên thế gian này tham những cái quyền mà nhỏ xíu ấy, chỉ việc chán thở là rửa chân, thì những ông vua đó mà khi nghe một vị mà trì mười giới, giữ mười giới những cái bon rồi này khác á, thì những ông vua đó, hàng thủ tướng hay là tổng thống tổng theo đó, thì xin phát nguyện để mà coi làm gì, để mà theo hộ hộ pháp. Vì sao vậy? Bởi vì có chỉ những cái người mà đi hộ pháp, những cái vị mà chân tu giữ mười giới, dù vị đó tuổi thì nhỏ 7 tuổi nhưng mà nghiêm trì giới luật, thì ông vua ông sang sớt và ông được coi như cái phước chia ra, ông sẽ được làm vua rất là nhiều kiếp. Còn á, người tu cũng vậy, nếu chúng ta không giữ giới luật thì chúng ta không những là không được hồi hướng chia phước những phần nào cho người sống hoặc là những cái cố định thất tổ của họ, mà coi thường chúng ta tương vong lấy tiếng ngốc. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã không có phải là những người trì giới thì không có sanh được định, không sanh được huệ, không được khanh được cái giải thoát của tri kiếp. Đế Thích Săn Sóc Thế Tôn, lành thay thấy thánh nhân. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở tại làng Đề Lục và liên quan đến trời Đế Thích. Vào những ngày cuối đời, Đức Phật bị bệnh kiết liệt nên rất đau đớn. Trời Đế Thích lo lắng nghĩ thầm, ta phải đến chỗ Đức Phật và săn sóc ngài trong cơn đau ớn. Lập tức Trời Đế Thích rời bỏ thân hình cao lớn đi đến chỗ Phật, đảnh lễ và dùng hai tay xô bóp chân Phật. Phật hỏi: ai đấy? Bạch Thế Tôn, con Đế Thích. Vì sao con đến đây? Con săn sóc Thế Tôn trong cơn đau. Này Đế Thích, đối với chư thiên, mùi của phàm nhân hôi hám khó ngửi, dù cách xa 100 dặm, ông hãy rời khỏi nơi đây vì ta đã có các tỳ kheo săn sóc. Bạch Thế Tôn, con nghe được hương thơm đức hạnh của ngài lan xa từ 84.000 dặm. Con đến đây chỉ vì muốn được săn sóc ngài trong cơn đau. Đế Thích không cho ai mó tay đến thùng phong của Đức Phật, chính tự mình đội nó lên đầu và không một chút tỏ vẻ nhòm gớm, như thể vua trời đang đội một bình đầy hương thơm. Cứ như vậy Đế Thích săn sóc Thế Tôn và chỉ rời khỏi chỗ khi Phật đã bớt đầu. Các thầy tỳ kheo bàn tán: ôi thật lớn lao làm sao! Là lòng tôn kính của Đế Thích đối với Thế Tôn. Thử nghĩ, Đế Thích đã rời cung trời lộng lẫy để đến săn sóc Thế Tôn trong cơn đau như thế. Thử nghĩ, ông ấy đã đội thùng phong của Thế Tôn trên đầu như đội bình hương, không tỏ vẻ nhờn gớm dù chỉ một nét nhếch môi. Nghe thế Phật dạy: các ông nói gì? Không có gì lạ khi Đế Thích, vua chư thiên đã tận tâm săn sóc ta. Bởi vì nhờ ta, trời Đế Thích nay đã cởi bỏ nốt thân Đế Thích già nua, chứng được quả Tu Đà Hoàng và nhận được thân Đế Thích mới trẻ trung. Ở thân trước, ông ấy đến viếng ta với sự sợ hãi vì mình sắp chết, được dự báo bởi nhạc thần Càn Thác Bà. Khi ấy ta ngồi trong động Intarasala giữa chư thiên, ta trấn an ông ta bằng bài kệ: hãy hỏi và xa ra, muốn gì cứ nói ra, ta sẵn sàng giải đáp. Những gì ngươi hỏi ta, sau đó ta thuyết pháp cho Đế Thích nghe. Cuối cùng có 140 triệu thiên thần được phát nhãn, Đế Thích chứng quả Tu Đà Hoàng ngay sau đó và đổi thân làm Đế Thích hiện nay. Vì ta đã cứu độ ông ấy
Nên không có gì lạ khi ông ấy bày tỏ lòng tôn kính ta. Này các tỳ kheo, thật là hạnh phúc khi được sống gần gũi và chăm sóc, chăm nom chư Phật. Còn sống với người ngu chỉ đem lại đau khổ, Phật nói kệ. 206. Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường an lạc, không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. 207. Sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Do vậy, 208. Bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận, thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường xa. Vì nghe những cái đoạn văn, những cái lời, một vị Đế Thích Vua cõi trời đi theo anh lo cho một nhà sư Tham Sa Di mà ông giữ mười giới ấy, nó nặng lắm không? Hay là ông vua trên cõi đời này đi theo mà khi mà ông Sa Di ông đi theo ông thay đồ ra đi tắm, ông tắm thì giặt đồ hay là lo cho ông ăn nó nặng hơn, hay là đầu cái thùng phong á trên đầu nặng hơn. Nhưng mà thùng phong của một cái người đi tu thì thùng phong nó còn hơn là những cái hương hoa của cuộc đời, vì hoa nở rồi ra cái bụng tràn, làm thân con gái phải lầm than, xuân sang đem đến đời tư thắng mà hè lại cứ đi giấc mộ vàng. Thì ở đây đó, vị này không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử của Phật mà khi nghe Đức Phật bệnh với thiên thần thiên nhãn ông ta xuống để mà săn sóc Đức Phật và độ thùng phong. Còn mình là những người đệ tử của vị thầy của mình thì mình thể sao nào? Thầy của sư nghe ngày bệnh, bán thân bị stroke ở tại bệnh viện, mà sư về sư đưa thầy vô đi tắm rửa. Nhưng mà sư chưa còn được làm một việc như là Minh Phương làm. Cứ biết Minh Phương làm gì không? Đốt ngón tay đó, vô trong hủ môn của thầy móc phân ra, không thì đi cổ không được. Từ sư đó Minh Phương lấy sư lên á, lấy nước đẩy vô cho nó nhẹ, và sư ẩm thầy, nói chuyện với thầy xong rồi ẩm thầy vô tắm rửa cũng chưa đủ. Sau mấy lần sư đi về đó, mấy cái ông sư đệ của sư, một ông thì bác sĩ nhưng mà ông bị thần cái tinh tâm thần, ông bị khùng mà. Còn một ông á thì cái dạng mà coi như cái dạng mà bán thầy mày không mời thương lâu á, bán trời mời thương lâu á, cái dạng mà coi như thầy là để lợi dụng thầy để thôi, chứ thầy mà coi như có một cái ý gì đó mà vì chúng sanh thì là cái tâm á của cái tay bận đó là tên đích á. Cho nên sư nói lần này không cho qua đây, nếu qua ở trước mặt thầy sát đủ về vì vậy cho nên á lần này là thay vì mình trung về để mình chuẩn bị qua đây cho nó khỏi qua Campuchia luôn, ở đó sư cố gắng sư qua một cái chỗ an trú cho nó đầy đủ cho ông trời tuổi già. Thì quý vị thấy rằng sống chung với người ngu lâu dài bị lo buộc, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Sư thọ giới cho ai có video hết mà, ngay cả bữa nay con nhỏ gì đó, con Phước Ngọc nó bên Đức nó về, sư cũng nhắc thằng Bạch Na, sư sẽ đưa video về để cho mẹ của Bạch Na nó mừng, bởi vì sư có thọ giới. Ông thầy còn sống đây nha, ông còn đi trên trái đất này mà còn có những lời lẽ thấy buộc phải đến từng này. Quý vị thấy rằng đọc cái bài văn này, cái này quý vị sao? Đừng có mong là có cơ hội sám hối, dù có 1.000 ông sư này có xuất thế đi nữa cũng hết sám hết hối, không có tha đi nữa thì trời đất cũng không thể nào tha. Có một cái tâm, một cái ý thôi xúc phạm đến thầy thì hỏi thử mình đã ra gì chưa, mình ra gì chưa, mình hơn để thích sao, trời có tách khỏi sao mà còn đậu thù phong như đậu thần cùng hương hoa. Đau đớn đây và thế gian này sau này quý vị sẽ nghe đến cái bài OK, you go on to
the Vietnam doctor go up to the on the top there. Hôm nay sư được đọc lại cái bài này, và bài này sư đã có đọc rất là nhiều. Và khi sư dạy bác con trai thì các đạo tràng khi đến đâu cũng vậy, sư nhắc nhở các nhà sư ở Việt Nam, các hòa thượng hòa thẹo đó, các ông ảnh có đó, thì quý vị biết rằng thế gian này quý vị có cho cỡ nào thì thế gian này cũng chỉ là đỡ ngặt chứ không đỡ ngặt. Thế gian này bởi vì nghèo đó, là vì sao vậy? Bởi vì họ không biết cố thi. Mà mình muốn thế gian này giàu đó thì mình phải làm sao giữ giới và sống cái hạnh của một người xuất gia, rồi mình ôm bát cái tất cực để cho họ biết bố thí cúng dường dị dạy cho họ đó, làm sao khởi cái tâm để mà các cái ngạ quỷ ở trong tâm của họ thì họ sẽ giàu đi. Và mình đến đâu cũng vậy, mình không xin gì hết, chỉ xin cái con ma mà đói, cái con ma mà nghèo. Và khi họ bố thí họ cho con ma đói ma nghèo thì họ sẽ giàu ra thôi. Còn ngược lại đó, quý vị cứ ăn có như ông Hoàng Thượng Thích Giác Nheo á, tức là mà sư đi giác nhiên á, thì những khi mà sư còn nhỏ sư thấy rằng đi cứu trợ khiếp lắm, hết chỗ này là cứu trợ, chỗ khác cứu trợ, trở thành ông vua cứu trợ. Nhưng rồi khi hết phước rồi, tại vì lấy của người ta cứu, người ta giúp 10 thì cứu 7, cứu 3, hay là cứu 5, cứu 6, cho nên mới dư ra Ấn Độ chiến tranh Việt Nam mà có cả Mercedes. À, hồi đó đâu có chuyện rồi có Mercedes trẻ được. À, như cô bốn của sư ở và Chu Hòa đó, ở đường Trần Hưng Đạo, chuyện của Tây Tân Tiến, rồi cái gì đó, cái vị Hưng Đạo, rồi nhiều nữa là có những cái nhà máy nước đá đầu tiên của Phú Yên, rồi có bao nhiêu khách sạn. Nhưng mà cũng đi tức tô ta như không. Còn Dưỡng của sư với cô sư hồi xưa mà lớn lên rồi hai người gặp nhau đó, à, thì thế nào, thì cũng đi bằng xe đạp, đi tìm thuốc dạo mà nhờ cái phước của ông bà đó, mà giàu có là sau này không ai bằng. Rồi mấy em cô cậu là con cô thì chú bác á là đi qua bên Đức học rồi này khác, nhưng mà cuối cùng rồi giàu cũng sẽ nín thở, mà nghèo cũng nín thở, không có gì hết. Nhưng mà chúng ta sẽ làm sao hít thở không khí của giới và pháp. Bây giờ sẽ đọc bài Bát Quan Trai Giới và cảm ơn Bình An Sơn. Từ năm 95 sư Ngọc Xá Lợi đến là Perth thì gặp Bình An Sơn, đến ngày hôm nay mới có cái chuyện xin phép là để đọc cái bài rất là hay. Ngoài việc thọ trì tuân giữ năm điều giới căn bản trong đời sống hàng ngày, thỉnh thoảng trong các ngày trai giới, các dịp lễ lớn hay trong các khóa tu thiền định tâm, người Phật tử cư sĩ chúng ta thường giữ thêm bát quan trai giới. Tám giới đó dựa vào năm giới căn bản, nhưng được khai triển thêm để giúp tạo một đời sống tịnh hạnh đơn giản, giúp tạo các điều kiện thuận lợi để tu dưỡng tâm trí, đó là 1. Không sát sanh, 2. Không trộm cắp, 3. Không hành dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu và dùng các chất say, 6. Không ăn trái giờ, không ăn sau 12 giờ trưa, 7. Không tham gia múa hát, thổi kèn, đánh đàn, xem múa hát, nghe kèn, nghe đàn kèn và không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa, 8. Không nằm ngồi nơi quá cao và nơi xinh đẹp. Ngày trai giới còn có tên gọi là ngày Bồ Tát, phiên âm từ chữ Uposatha. Uposatha có nghĩa là đi đến và lưu lại tại một ngôi chùa hay một tu viện. Theo phong tục Ấn Độ ngày xưa, các giáo sĩ Bà La Môn thực hiện các nghi lễ thanh tịnh hóa, rồi rời gia đình, chọn một nơi thanh vắng để sống độc cư trọn ngày, vào ngày trăng tròn, ngày rằm và ngày đầu trăng mùng 1. Trong bối cảnh đó, Đức Phật cho phép các vị tu sĩ, đệ tử của Ngài hội họp lại vào các ngày đó để tụng giới 4 Ba La Đề Mộc Xoa Patimokkha, giới luật tu sĩ, và thuyết giảng cho hàng đệ tử cư sĩ khi họ đến lưu lại tại chùa. Ngoài ra, cộng đồng Phật tử thời đó còn có hai ngày trai giới khác là ngày giữa tuần trăng đầu mùng 8 và ngày giữa tuần trăng sau ngày 23. Đó là bốn ngày trai giới căn bản của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay. Tuy nhiên,
Tại Việt Nam, Phật tử cư sĩ thường thọ trì 6 ngày ca giới trong tháng 8, 14, 15, 23, 29, 30, 28 hay 29 cho nên là tháng thiếu, hoặc ngày 8, ngày 5, ngày 5, ngày 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30, 28, 29 cho là tháng thiếu. Các bài giảng của Đức Phật có liên quan đến tám giới này đã được ghi lại trong Tăng Chi Bộ. Chương 8 Pháp Phẩm Ngày Tra Giới, Đức Phật giảng rằng người nào thọ trì giới nghiêm túc với tâm trong sạch, người ấy sống tịnh hạnh như một vị A-la-hán. Vì thế, các vị đệ tử của Ngài phải cố gắng giữ tâm giới, giữ tám giới trong ngày Bồ Tát tại Ngài giảng chi tiết cho bà Visika như sau. Thánh đệ tử ấy, này Visika, suy tư như sau. Cho đến trọn đời, các vị La Hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 2. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cắp. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai, ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cắp. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 3. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai, ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và sẽ thực hành trai giới. 4. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và sẽ thực hành trai giới. 5. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đám say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đám say. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai và ngày nay, ta sống từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đám say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đám say. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và sẽ thực hành trai giới. 6. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và sẽ thực hành trai giới. 7. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa không xem múa hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu hoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh xa không xem múa hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu hoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 8. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên niệm cỏ,
Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ giường cao giường lớn, tránh xa giường cao giường lớn, ta nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên niệm đệm cỏ. Và chi phần này, về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Như vậy, này Visika, là thánh trai giới, thực hành thánh trai giới này, này Visika có quả lớn, có lợi ích lớn, có chỗ sáng lớn, có ánh sáng lớn. Trong Tăng Chi Bộ, chương 10 Pháp Đức Phật cũng khuyên các cư sĩ của Bộ Tộc Thích Ca Sắc Ca trong các ngày Bồ Tát phải nỗ lực hành trì bát quan trai giới, sống tinh cần, nhiệt tâm, không phóng dật trọn ngày và trọn đêm. Những lợi lạc do công phu tu tập đó còn to lớn hơn tài sản của cải mà có thể tước được để sống sung túc cả trăm năm. Vì công phu sẽ tạo thiện nghiệp đưa đến tài tái sinh trong các cõi trời an lạc với tuổi thọ cả ngàn năm. Hơn thế nữa, kết quả đó sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tuệ giác, đưa họ nhập dòng thánh giải thoát qua các quả dự lưu Nhất Lai và Bát Lai. Ngài nói ở đây này, các thích tử đệ tử của ta trong 10 năm sống không phóng dật, nhiệt thành tinh cần như lời ta giảng dạy, như vậy vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả Bát Lai, quả Nhất Lai hay quả dự lưu không có sai chạy. Này các thích tử, đâu phải là 10 năm ở đây đệ tử ta trong 9 năm, 8 năm, 1 năm, 10 tháng, 9 tháng, 1 tháng, 10 đêm, 10 ngày, 9 đêm, 9 ngày, 8 đêm, 8 ngày, trong một đêm, một ngày sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả Bát Lai, quả Nhất Lai hay quả dự lưu không có sai chạy. Theo truyền thống, trong ba ngày trai giới, người cư sĩ Phật tử thức dậy từ sớm, sửa soạn thức ăn, rồi cúng dường đến các vị tăng sẽ đi khất thực trong xóm làng, hoặc họ mang thức ăn đến chùa và cúng dường đến chư tăng ở đó. Đồng thời các vị Phật tử này xin chư tăng đọc truyện Tam Quy và Bát Quan Trai Giới để được thọ trì trong suốt ngày và đêm hôm đó. Có thể là sau đó họ trở về nhà sinh hoạt bình thường nhưng vẫn tuân giữ tâm giới cho đến sáng hôm sau, có thể là họ thu xếp để trở lại chùa trọn ngày và trọn đêm hôm đó. Tùy theo lớp sinh hoạt của mỗi chùa, chương trình có thể thay đổi. Có những nơi Phật tử lưu lại đó để đọc sách, nghe thuyết pháp, đóng góp vào các công tác Phật sự, làm công quả tại chùa. Có những nơi chú trọng đến hành thiền, người Phật tử dành trọn ngày đêm để sống, để tập sống quán niệm, tĩnh tâm, xen kẽ các buổi ngồi hành thiền và đi kinh hành, và đến gặp thiền sư để tham vấn riêng về các vấn đề có liên quan đến công phu tu tập của mình. Có những chùa tổ chức đêm thọ đầu đà với tham dự viên nguyện không ngủ hay nằm, tích cực tham gia vào các buổi thuyết pháp và thảo luận về Phật pháp trong đêm đầu tháng và giữa tháng. Nếu tại chùa có 4 tỳ kheo chư tăng tụ họp tại chánh điện nơi có kết giới Sima để đọc tụng 227 giới 4 của tăng của hàng tỳ kheo, và cuộc lễ này có thể kéo dài hơn 1 giờ. Ngày nay trong môi trường xã hội kinh tế hiện đại, khi chúng ta phải sinh hoạt làm việc